Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio làm một video test đầu tiên đến cặp bát 25L từ leo côn 75,5. Dòng bát 25L này nó cho tiếng ca rất là tốt và rất là đanh tiếng, sáng tiếng. Đặc điểm của dòng leo thì là sáng tiếng và hát rất là nhẹ. Hôm nay Tùng Nguyên làm video để test cặp bát này. Một cặp bát này có trị giá là 2,5 triệu một đôi. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết đến góc cạnh của cặp bát này. Trước màn hình đây là một chiếc bát Tùng Nguyễn đã đấu dây sẵn rồi đây. Tay cầm máy quay bằng điện thoại nên phải đấu dây sẵn. Đấy, Tùng Nguyễn đánh từ đẩy trực tiếp ra và phát qua trực tiếp từ nhạc. Màng của nó là màng giấy gân vải tẩm dầu. Màng con này rất là thanh và sáng tiếng. Đặc điểm của dòng bát này, nó là cái củ leo và u trắng ở bên ngoài. Và đít của củ bát thì có mấy cái lỗ. Và dòng từ leo thì cái củ của nó chỉ bé xinh xinh thôi, nhưng lực đẩy 500 của nó mạnh gấp đôi, gấp 3 thằng từ thường. Đấy nên là công suất của nó rất là tiếng nhạc, tiếng lời rất là sắc nét và nhạy. Đây là côn của nó anh em nha, côn cổ nhện của nó. Cổ côn nó đánh keo sữa. Mà dòng bát L này nó là dòng xương không khác gì các dòng xương bát của hãng nội địa ở Trung Quốc. Đấy, đây là cấu hình của một cặp bát đây. Các bác cùng xem. Và bây giờ Tùng Nguyễn sẽ úp chiếc bát này xuống như cũ để test nhạc cho anh em nghe. Test nhạc cho anh em nghe nhá. Mở một bài nhạc bất kỳ để test nhạc cho anh em nghe. Và Tùng Nguyễn sẽ mở vắng đẩy lên để test nhạc. Tiếng của nó rất tốt các bạn nhá. Rượu say mềm, tuổi thơ đi hoang, nghìn đêm chốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Nay góp mặt góp lời, làm linh mà thôi đôi xin đây rồi. Sáng tỏ những khuôn mặt người yêu cô tình. Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh đô, thèm ly bia qua tiếng nhạc mơ hồ cùng ngàn nụ cười, ánh mắt say nhân. Nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngọt dịu nồng, dày số tôi đi hàng trên lá cỏ, đồn xa tôi ở chân quân ngày đêm to. Tùng Nguyễn hôm nay là xin nghỉ video ở đây. Hôm nay Tùng Nguyễn test nhạc chỉ để cho anh em cảm nhận chất âm của dòng ca bát 25 này. Tất cả các dòng bát nhà Tùng Nguyễn khi về Tùng Nguyễn giới thiệu và sẽ có một bài test cho anh em để anh em cảm nhận chất âm. Và các bác đặt hàng của Tùng Nguyễn thì yên tâm nhận hàng cái mẫu bát leo 25 này. Các bác vừa rồi được nghe một đoạn nhạc có tiếng của leo rất là đanh và chắc tiếng, ca rất là sáng. Đấy, các bác nào mà muốn giọng ca sáng thì có thể chuyển sang các dòng leo này dùng cho nó, hát cho nó nhẹ. Và dòng leo này Tùng Nguyễn đang rao bán là 2,5 triệu một đôi. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ cho các địa chỉ trên tấm biển này của Tùng Nguyễn. Và Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác trong một clip mới nhất của Tùng Nguyễn nha.